Ui, không được rồi, mất rồi anh em. Đơn bạc. Nó không có trọng. Nâu đỏ. Đây là xương hàm của một loài hóa thạch. Một loài động vật gì đó thời tiền sử hóa thạch. Nhìn giống xương hàm của nó. Trên này nó bươi nó kiếm cái gì đó. Lá xanh như là củi sao ạ, nhưng thật ăn này. Này có dấu vết của máy móc nó bươi này. Không biết nó kiếm cái gì vậy này. Đá ngậm vàng không phải. Hôm mưa nước cạn rồi, dễ lội. Có mấy người đi băng qua thì mắc cạn.
bùn khoáng này mọi người, cái lớp bùn này là đá gì này, cùi không à? À, thấy lớp bùn khoáng à? Đây là lớp bùn khoáng, bùn trắng. Đây là nơi lắng tụ trầm tích nha. Mấy trong này nó chứa đá gì? Dùng để làm đất nung được gốm sứ, sành sứ chứ quên, một cái lá xanh. Anh mọi người, anh công sinh, đây là thạch anh này, thạch trắng thạch anh này, này là đá nó công sinh, màu xanh, ngọc quýt à, hay mã não, chắc chảy quá. Anh mã não, gì này khá to. Hai màu luôn. Đây là hồng của anh. Cái gì này? Một cục thịt anh cùi. Đây là một loại bùn, đây là một loại bùn trắng này. Bùn này nó hay chứa đá quý lắm. Loại bùn này hiếm gặp. Cái mạch của nó ngay chứ không phải bình thường nó có không?